Việt Nam hiện xếp thứ 5 trên thế giới với tỷ lệ mắc ung thư gan. Ung thư gan là ung thư đứng đầu ở nước ta, trong đó 90% là ca ung thư gan là ung thư ở biểu mô tế bào gan, hay còn gọi là HCC. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, tỷ lệ mắc ung thư gan tại Việt Nam là 26,48 ca mỗi năm, chiếm 14,5% tổng số ung thư và 77% số ca ung thư gan là nam giới. Một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư gan là do thói quen xấu như là thức khuya, ăn uống không lành mạnh, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia. Vậy ăn gì để tốt cho gan, giúp cho lá gan luôn khỏe mạnh, thải độc gan, thanh lọc cơ thể? Hãy cùng Diệp tìm hiểu ngay trong video này nhé. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề này thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác với bạn nhé. Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng nhất của cơ thể, cụ thể như là tăng quá trình sản xuất protein, phá vỡ carbon hydrate và loại bỏ cholesterol xấu, lưu trữ khoáng chất, vitamin, tạo gluco. Ngoài ra, gan còn có chức năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, giữ cho cơ quan này luôn được khỏe mạnh là biện pháp cần thiết và quan trọng giúp bảo đảm sức khỏe tổng thể. Sau đây Diệp sẽ chia sẻ với các bạn về những thực phẩm tốt cho gan. Thứ nhất là ngâm tỏi với mật ong. Tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại nhiều vi khuẩn không tốt cho cơ thể. Tỏi cũng chứa nhiều hợp chất có tác dụng sản sinh ra một loại men có nhiệm vụ thải các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, tỏi còn có arsenic, một chất có khả năng làm giảm sự tích tụ độc tố cho gan và cải thiện chức năng của gan. Đồng thời, mật ong có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus tốt. Kết hợp mật ong với tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích dành cho sức khỏe của con người. Hai hoạt chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều nhất trong loại trái cây là arginine và narinin. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm sự phát triển của xơ gan. Đồng thời, chất arginine là được chứng minh là cải thiện khả năng chuyển hóa của rượu và chống lại một số tác động tiêu cực của rượu. Nước ép từ củ rền hay là củ cải đường được xem là nguồn cung cấp nitrat và bentalite có lợi cho sức khỏe của gan, tăng lượng số enzyme giải độc tự nhiên, tổn thương gan do oxy hóa và viêm. Thứ năm là bông cải xanh. Trong bông cải xanh có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi mang tên isoisothionate hay là sulforaphane, là những hợp chất chứa lưu huỳnh. Việc bổ sung những thành phần dinh dưỡng này sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất diễn ra tại gan. Việt quất chứa nhiều flavone và là isothionine, giúp chống viêm và tổn thương gan rất tốt. Quả việt quất còn hỗ trợ tăng phản ứng tế bào miễn dịch và các enzyme chống oxy hóa, bảo vệ ngăn ngừa tổn thương gan. Thứ 8 là cá béo. Các loại cá béo như cá hồi, cá cơm, cá thu, cá mòi, cá trích là nguồn cung cấp rất tốt alpha và DHA, hai trong số 3 loại omega 3 quan trọng. Lượng axit béo có lợi trong các loại cá này có khả năng làm giảm lượng chất béo có trong gan, chống lại gan nhiễm mỡ. Thứ 9 là quả chanh. Lượng vitamin C dồi dào trong chanh có tác dụng kích thích sản sinh các enzyme có trong gan, giúp đào thải các chất độc hại một cách hiệu quả. Axit nitric có trong nước chanh cũng kích thích gan sản xuất mật, giúp gan hoạt động một cách tốt hơn. Thứ 9 là dầu ô liu. Dầu ô liu rất giàu chất chống oxy hóa nên rất tốt cho gan. Sử dụng một lượng vừa phải dầu ô liu mỗi ngày sẽ giúp giảm viêm và các tổn thương gan, ngăn ngừa tác động của các gốc tự do với gan. Thứ 10 là cà chua. Cà chua có nguồn chất chống oxy hóa khá dồi dào, có tác dụng giảm viêm và ngăn ngừa những chất tổn thương, đồng thời bảo vệ lá gan khỏi tế bào ung thư. Măng tây là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, E, C, K, canxi, magie, chất xơ và phốt pho. Bên cạnh công dụng hỗ trợ điều trị chứng nôn nao, buồn nôn do rượu, nguyên liệu này còn giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gây viêm gan. Ngoài những thực phẩm bổ sung trên, bạn có thể uống trà xạ đen và cà gai leo, giống như trên tay Diệp đang cầm đây. Loại trà này được chứng minh là giúp hỗ trợ thải độc men gan, giúp bổ gan, tăng cường chức năng gan trong các trường hợp là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, uống nhiều rượu bia, thuốc có hại cho gan. Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là uống trà xạ đen cùng với cà gan leo để thay trà hàng ngày, bổ sung bảo vệ lá gan của mình. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe bạn nhé.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.